Này là mình nay review một chiếc xe đạp nha, cho mọi người anh em nào coi cho biết. Nó không có đơn giản, chỉ chiếc xe đạp bình thường thôi, nhưng nó khác biệt. Nghĩa là đơn giản là cái cổ nó bằng nhôm nè, rất là đẹp hơn à, đặc biệt nha. Ngốn lưỡng nè, năm 81 tới giờ đó, ngốn lưỡng mới tinh luôn, càng cà ben luôn, không xét luôn, cầm luôn. Rồi cái đầm luôn, mấy đầm nó dày không? Vậy ta đi qua đây luôn nữa. Dây sên bằng thép luôn nha. Không biết con dây sên hết luôn. À, thép hết nhẹ hơn xíu. À, cái này review một chiếc xe đạp năm 81. Đèn nó mới tinh nha. Này của Nhật, nó làm mới hay lắm. À, cái vỏ đạp nó. Này zin nguyên con. Cái đạp nó cũng bằng nắp. Nói chung là để chân chơi thôi, mình bán cái đạp cũ mà có xe gì đó chân à, mình nói cho nó lùi. Nãy giờ là mọi người đều biết không, này cái này cũng bằng inox nè, nó mất nè, nguyên cục hết bự luôn. Nhưng mà cái xe đạp này đó, cái hay của nó đó là cái chỗ để cho anh em cơ khí phải điên động. Phải điên động. Giờ đang giảng nữa nha, cho mấy bạn coi nè. Cái này nó hết nè, à, hết ra đúng không, buông ra hết nè. Nhưng cái này nè, bạn thấy không, buông ra nha, gớt xuống nè. Ho đặc biệt vậy đó. Còn nè, cái ống sườn nữa nè, buông ra gớt. Cái ống này cũng vậy luôn nè, nó không hết, thực sự nó không hết. Cái này nhôm luôn, nó có đổ hết rồi đúng không? Nhưng đặc biệt nha, ở dưới đây nó hết rồi nha. Đó, cái ống sắt này nó hết rồi nha. Rồi với người nào thợ hàn đồ cơ khí đồ, cứ suy nghĩ đi, tại sao nó vậy? Nè, hết rồi. Để làm một chiếc xe đạp giống gì thì chắc nên cơ khí cũng điên đầu rồi. Chứ không đơn giản nha. Nhưng chỉ là kết cấu thôi, là cái khả năng của nó, đặc biệt của nó. Nhưng mà từ năm 81 giờ nó vẫn còn nguyên, chỉ có thay cục thôi, còn mọi thứ là y cũ. Nhưng mà vỏ nó mòn luôn, nhưng vẫn còn y cũ, trắng đen đàng hoàng, phải trong màu đỏ nha, tại vì cái vỏ nó trong màu đỏ. Cái suy nghĩ đi, cái này hết mà tại sao cái sườn không hết? Cái này là mình review lên YouTube chân chơi một chiếc xe đạp đó, mình bán nó mấy lần rồi hên không có ai mua. Không người mua mà mình không có bán, cậu ơi, với dầu để chân chơi vậy đó. Cái hiệu nữa nó là gì đây, đặc biệt Miyata, Miyata đúng rồi, năm 1981 nó cũng nổi tiếng một thời đó, coi như là để kỷ niệm đi. Đặc biệt nha, không hết, dưới hết. Người làm sao mà để cho nó dính vô cái ống này, ống này với ống dưới phải dính vô chứ, nó không dính vô sao chạy. Mà cái mối hàng có nha, mối hàng này sao có đó. Rồi bạn bạn biết rồi, sắt cái đâu có hàng với nhôm, mà sắt cũng không có hàng với nóc được, sắt là sắt hết, giống mấy chiếc xe đạp này, sắt này nó hàng vô này, có giống mối hàng này. Thấy không, mối hàng đây, hàng đây nè, này sắt cái này nó sẽ hàng dính vô hết. Dính 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 luôn cái ống này đi lên luôn, sắt thế này. Cái này cũng là xe đạp Nhật nha, nhưng mà cái này là của hãng hãng gì rồi, cái hiệu nó trên cái vỏ nó chung, cái vỏ đạp á, Asama. Asama. Cái này hết hết hết, cái này cũng là xe đạp nhưng mà giá trị nó không có bằng nha. Này cái clip này nè, còn xét clip rất bình thường, nhưng là có cái khác, cái giống nhưng mà đa số là bình thường. Này là một chiếc xe bình thường thôi, nó được có vẻ đẹp, rất là đẹp của Nhật mà. Giò đạp nào nó cũng ok, nếu mình để cái giò vô dính này đạp rất là ok, đặc biệt cái giò đạp của xe Nhật nó là vậy đó. Nói mình review những xe cho mình biết, các bạn biết một chiếc xe độc quyền. Này hết hết nha, có riêng xe đó là không có giống người ta,
Tại vì thường thường á, nếu bằng nhôm á cho nó liền lạc nè, bạn thấy không? Đâu có hàng đâu. Này, đâu có hết đâu. Nó liền lạc thấy không? Nó không có dấu hàng. Nhưng mà tại sao nó cái liên kết hết luôn sừng ống của xe đạp. Anh ra khí hơi chóng mặt để làm cho một chiếc xe đạp giống như vậy. Cả một vấn đề. Tại vì nếu mà làm mà yếu á, cái người 100 kg lên đạp xuống xe rớt cho từng món. Xe đèo luôn nha, bao luôn nha, từ 100 kg đạp số máy.